ngó ngoáy với cái mũi vừa to vừa sần sùi. Nhất là hai con mắt y trắng nhợn nhợt. Y đứng nhìn tôi một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn khắp buồng một lượt. Tôi thấy rõ tim mình đập mau hơn. Chẳng hiểu y muốn gì, mà từ nãy giờ cứ lừ lừ chẳng nói. Mãi một lúc sau, với cái giọng miền Trung quả tạ, y mới lên tiếng. Anh có cái gì đó mang ra hết đi. Tôi cảm thấy hai hụt hẫng vì sự bất ngờ này. Thật ra trong tù tôi cũng đã dọn buồng nhiều lần. Nhưng lần này tôi thấy tiếc nuối cái buồng. Thứ nhất, chính từ căn buồng này tôi đã được tha cùng. Thứ hai, số 6 và số 4 là hai người bạn tôi mới quen, chưa biết hết về nhau đã phải chia tay. Chia tay không một lời từ biệt. Nhất là với số 6, người bạn tù mà tôi tin là cuộc chia tay này sẽ làm chị buồn nhiều hơn tôi. Và chị là đàn bà lại có tuổi rồi, chắc rằng nước mắt sẽ còn phải chảy nhiều hơn nữa. Tôi muốn gõ mấy cái để như lời từ biệt số 6, nhưng tên Trì cứ đứng nhìn, nên tôi phải cứ vừa tìm cái nọ cái kia để kéo dài thời gian. Tôi cứ như vừa xong rồi, ôm bọc đi ra, tới gần cửa lại sực nhớ, quay vào lấy cái bàn chải, rồi tới cái lược, vân vân. Mục đích mong y đi ra để tôi có thể gõ vài cái gọi là giả biệt, hoặc vĩnh biệt người đồng chí và đồng cái nghề hang một lỗ này. Chắc y cũng đã hơi sốt ruột cho nên y quay ra. Y vừa quay người, tôi lẹ tay gõ vào tường mấy cái nhẹ nhẹ. Tôi ôm đồ chăn chiếu ra khỏi cửa, đứng chờ y chốt và khóa buồng số 5 lại. Tôi đang lắc lay thấp thỏm, không biết y sẽ đưa tôi đi phương nào. Thì không ngờ, tại sao lại có thể có hai cái không ngờ xảy ra chỉ trong chốc lát. Y quay ra, mở buồng số 11. Buồng số 11 lại đối diện với buồng số 6. Nhưng một điều khác cũng quan trọng không kém với tôi là buồng số 11 nhìn ra được ngoài sân xà lim. Từ hơn một năm nay, ở xà lim 1 này, tôi mơ ước được chuyển qua phía dãy bên này. Có được nhiều ánh sáng vì cửa sổ to phía sau nhìn ra sân xà lim không bịt gỗ, và quan trọng là được nhìn cái sân, được nhìn cảnh vật bên ngoài, dù rằng cái bên ngoài cũng vẫn là ở trong tù. Nhìn toàn bộ cái bàn, và tôi có thể sẽ biết hết mọi bộ mặt trong xà lim một cách rõ ràng nhờ cái sân này. Vì buồn nào chả cần phải tắm giặt và ra phơi quần áo. Tôi vào buồng rồi, lòng vẫn còn bồng bềnh khắp khởi trong nỗi vui của đường đi mở rộng dần. Không hiểu số 6 có biết tôi được dọn sang phía đối diện hay không. Có lẽ khi chúng nhìn bản sơ đồ giam người ở xà lim 1, chợt thấy số 5 và số 6 là hai tên gián điệp cùng của Sài Gòn, nên đã nảy ra ý nghĩ là tại sao lại để cạnh nhau, nhỡ chúng liên lạc với nhau bằng Morse thì sao. Vì vậy chúng đã chuyển tôi sang dãy đối diện. Từ ngày tôi vào quả lò đến nay, ngoài những chuyện to lớn là tự tử và trốn tù ra, những nỗi quy như liên lạc hay chuyện trò với các buồng hầu như chúng không hề thấy tôi phạm. Hơn nữa cũng đã gần 4 năm chúng hành tôi ở những chỗ tối tăm rồi. Bây giờ chúng cho tôi ra ánh sáng một tí, kéo tôi cũ một cách vô ích, trong khi tôi còn phải là con vật để lao động trả nợ sau này cơ mà. Đối với tôi, tất cả những chuyện gì đó hãy xét sau. Bây giờ tôi được chuyển sang đây khác nào như cá lại mọc thêm cánh, chim lại còn biết lặn xuống nước nữa. Tôi đang vừa vẩn vơ nghĩ ngợi, vừa quét dọn cho sạch sẽ cái buồng, vì đây sẽ là nơi tôi vừa tập thể dục, vừa đi bách bộ giải trí hàng ngày. Chợt có tiếng cán bộ từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tiếng mở cửa sổ nhỏ, từ buồng số 1 đi dần vào tới buồng tôi. Tôi đã biết y là cán bộ dân, béo ục ịch người miền Nam, đang đi kiểm tra người để nhận bàn giao phiên trực. Y mở cửa, chỉ khép lại chứ không cài chốt phía bên ngoài. Có lẽ để thuận tiện cho y khi đi tour khẽ mở ra, không cần phải mở chốt, không có tiếng động, kiểm tra mà tù không biết. Tôi chờ cho tới khi y đi ra, thậm chí tôi nghe đoán được tiếng bước chân y đi tới đâu. Tôi trèo ngay lên sàn, nhìn theo phía sau lưng y. Lúc ra khỏi cổng, y còn khép cổng lại. Bây giờ phải nói, tôi làm chủ tình hình ở xà lim này. Dù vậy, như tôi vừa trình bày ở trên, trong xà lim sẽ có một vài người kiểu khổ nhục kế, nếu không biết điều này, không những bị chân vào cạm, mà lại còn nguy hiểm hơn, vì đôi khi thò ra tư tưởng thật của con tim mình.
mâu thuẫn với những điều mà mình đã nhọc công che giấu và khai từ trước tới nay. Để một vài ngày nữa đã, tôi phải kiểm soát được rõ ràng ai là địch, ai là bạn hay hay. Ngày tối hôm đó, tôi thử dùng cách liên lạc không tiếng nói. Tấm sắt nhỏ che cửa con khép hờ, ai cũng biết, tò mò muốn nhìn ra ngoài, lấy ngón tay mở rộng ra. Đẩy ra thì được, nhưng muốn khép lại như cũ thì ngón tay không thể kéo lại được. Cán bộ trở lại, thấy cánh cửa mở to, biết ngay là tù đẩy ra, sẽ chửi mắng, nạt nộ. Nhưng nếu khôn lanh một chút, cứ tha hồ đẩy rộng ra, nhìn thoải mái. Nghe tiếng cán bộ sắp vào, dùng một cọng chổi thanh hao, có một cái cành để làm cái ngoéo. Kéo lại, hoàn toàn chủ động đẩy ra kéo vào theo ý của mình. Do đó tôi đẩy thẳng ra, vừa để nhìn cho rõ, lại vừa đưa mũi ra hít không khí bên ngoài trong lành hơn là ở trong buồng. Đêm dân người miền Nam không được tinh quái lắm, cho nên khi kiểm tra phía dãy buồng đối diện, y mở toát cửa sổ ra. Còn phía bên tôi khép hờ. Bây giờ tôi đẩy ra, hai bên cửa sổ nhìn thông thống sang nhau, chỉ cách một lối đi chừng hai thước. Tôi nhìn sang buồng số 6, thấy im ắng, không động tĩnh gì. Như thế này chứng tỏ là chị Bắc không hề biết tôi sang buồng đối diện. Có thể vì thấy tôi đi, chị Bắc buồn bã quá, không chịu theo dõi nghe ngóng. Phần khác cũng có thể chẳng phải ai cũng tò mò tinh quá như nhau. Tôi chỏ mồm ra hò mấy tiếng, rồi nhìn qua lỗ cửa sổ nhỏ mỗi bề 18cm vào buồng số 6. Vẫn không hề thấy động tĩnh gì. Cũng vì từ trước tôi không ho nên số 6 không biết tiếng ho của tôi. Tôi không gọi vì không muốn các buồng chung quanh biết tôi định liên lạc với số 6. Tôi đi bách bộ hàng nửa tiếng đồng hồ, nhìn sang bên số 6, vẫn im lặng như tờ. Hàng tiếng đồng hồ sau cứ lê quay bực dọc mãi, tôi đã kéo cửa sổ nhỏ lại, đi nằm. Thoáng nghe tiếng kéo bộ ở bên tường số 6, tôi liền bò nhổm dậy, lại đẩy cửa sổ ra, nhìn sang. Thấp thoáng thấy một cánh tay trần với một khoảng vai có cái áo lót màu đen. Tôi định ho gọi, nhưng cảm thấy hơi bất lịch sự nên lại thôi đành chờ. Chắc rằng thế nào trước khi vào màn, chị Bắc thế nào cũng phải nhìn ra cửa sổ nhỏ một lần, vì cửa sổ đang mở toang hoác ra như vậy. Lúc đó, chắc chị sẽ giật mình khi thấy bộ mặt của tôi chỉ cách có 2 mét. Thật đúng là đàn bà, chị lê quay một lúc, rồi giơ tay nhấc cánh màn lên, định chui vào đi ngủ, không hề nhìn sang ngoài. Không được, tôi đành chỏ mồm ra ho gọi. Cũng phải ho 2-3 tiếng tôi mới thấy chị Bắc quay mặt ra. Khi nhìn rõ tôi, phản ứng đầu tiên của chị là lính quýnh, rồi vỗ lấy chiếc áo khoác lên người, làm cho tôi buồn cười. Thế rồi, chị Bắc nét mặt tươi rói, áp sát mặt vào cửa sổ con, cười, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, như thể lâu ngày gặp được người bạn thân. Trong cảnh xà lim vắng lặng, chúng tôi nhìn nhau không thốt một câu, vì không muốn cho buồn khác biết. Nhưng chỉ bốn mắt nhìn nhau mà cũng nói được rất nhiều. Tôi cảm thấy như bao nhiêu nỗi niềm ứ đầy trong lòng được vơi bớt. Tôi cũng hiểu là chị Bắc hoàn toàn tin tưởng nơi tôi đủ tinh quái để gác cán bộ. Nên thái độ của chị rất bình tĩnh. Chị áp mặt vào khung cửa sổ nhỏ mà không sợ hãi gì cả. Như hai người câm điếc, tôi dùng tay ra hiệu ý muốn nói với chị Bắc là ngày mai, khi nào tôi ho 2 tiếng, chị đứng lên sàn bên đó, tôi cũng sẽ đứng lên sàn bên này, rồi tôi sẽ chỉ chị cách nói chuyện. Chị có bấy nhiêu ý mà hai tay tôi, mắt tôi vừa múa máy vừa nháy nhó, mãi chị Bắc mới hiểu. Cứ thỉnh thoảng tôi lại ho 2 tiếng, mỗi khi tay làm động tác chỉ trỏ xong. Cũng vừa lúc đó, thoáng một tiếng động nhỏ bên ngoài sân, tôi vội vàng ra hiệu tay cho chị Bắc vào màn, còn tôi nhẹ nhàng kéo cửa sổ con lại, rồi cũng lên sàn nằm. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ